Bang Florida của Mỹ đang chuẩn bị cho đợt sơ tán lớn nhất trong 7 năm qua do bão Milton. Cơn bão này đang gia tăng cường độ ở vịnh Mexico trên đường đi đến bờ biển phía tây của bang này. Cơn bão mới được dự báo ảnh hưởng đến các khu vực đã chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Helene vừa đổ bộ hôm 26 tháng 9 vừa qua. Trung tâm bão quốc gia Mỹ cho biết, tâm bão Milton đang di chuyển với tốc độ 7 km/h với sức gió mạnh nhất là 95 km/h. Nhiều khả năng bão sẽ đổ vào khu vực vịnh Tampa đông dân cư vào sáng ngày 9 tháng 10. Thống đốc bang Florida đã cảnh báo về khả năng bão Milton làm nước biển dâng và gây ra nhiều vụ mất điện hơn so với bão Helene. Thống đốc Florida cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 51 hạt. Nhiều hạt vẫn đang chưa phục hồi sau cơn bão Helene. Đây là cơn bão thứ tư đổ bộ vào khu vực bang Florida trong vòng 14 tháng qua.